xin chào các bạn hôm nay okay, kênh tin học sẽ video để hướng dẫn cho các bạn cách uh, download toàn bộ folder mà mọi người chia sẻ trên mạng vào cái tài khoản uh, My Drive của các bạn hoặc là các bạn cũng có thể có uh, thể copy toàn bộ folder nội dung folder chia sẻ vào team Drive bộ nhớ dùng chung ấy ở đây thì uh, mình có một cái tài khoản uh, 15 g và có một cái uh, uh, Tài khoản được uh, sử dụng bộ nhớ dùng chung. Team Drive. Thì nội dung trong cái ổ uh, Team Drive này thì mình chưa có nội dung folder gì. Và cái My Drive này thì mình cũng đã có 11GB sử dụng rồi. Và mình có một cái folder được chia sẻ. Folder này thì đây là một cái folder Share with Me này. Chia sẻ một cái folder này. Nó có rất nhiều folder bên trong và có rất nhiều nội dung. Uh, folder đấy các bạn thấy này có rất nhiều. Đấy. Thì cái folder này nó có dung lượng khoảng uh, gần 300 g hơn 200 g Thì bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể uh, copy toàn bộ nội dung folder mà người khác chia sẻ vào My Drive hoặc là vào cái ổ Team Drive của các bạn. Thì uh, trong video này mình sẽ nói qua các cách để chúng ta có thể thực hiện tùy theo mục đích của các bạn. Cách thứ nhất là nếu như quý folder chia sẻ nó nội dung ít và bạn thực thi trong thời gian ngắn thì các bạn có thể sử dụng cái đoạn mã script này. Bạn vào trình duyệt này và vào, vào Google, bạn tìm cái từ copy folder thì nó sẽ có một cái đường link như này. Bạn thao tác đây là cái folder chúng ta cần copy sau đó thì các bạn bấm like thôi cái này phương pháp này nó rất là nhanh đơn giản nhưng cái phương pháp này thì nó có một cái điểm hạn chế là cái đoạn mã này nó chỉ giới hạn trong một cái khoảng thời gian chạy nhất định. Nếu sau cái thời gian đấy thì nó tự động ngắt kết nối và nó không tự động copy nữa. Như vậy thì bạn sẽ không thể biết là nó đã copy được đầy đủ các folder nào và còn thiếu file nào. Thì đấy chính là cái điểm hạn chế của cái phương pháp này. Và về phương pháp này thì Google nó chỉ cho tối đa là 90 phút sau thời gian 90 phút thì nó sẽ tự động ngắt kết nối Đấy, thì phương pháp này nó sẽ không phù hợp với trường hợp là bạn copy nội dung rất nhiều folder và trong folder lại rất nhiều các cái file thì phương pháp này thì mình nghĩ nhiều bạn biết, biết rồi mình sẽ không nói về cái phương pháp này bạn chỉ cần vào Google tìm kiếm cái từ copy folder này này Đấy. rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách khác để thỏa mãn cái mong muốn của các bạn đó chính là làm thế nào để chúng ta có thể copy toàn bộ nội dung folder chia sẻ vào My Drive hoặc là vào Team Drive. Các bạn có thể mở rộng phương pháp này bằng cách là đồng bộ giữa các tài khoản Google Drive của các bạn cũng được. Hoặc là các bạn có một cái hình thức là chuyển toàn bộ dữ liệu từ tài khoản cũ sang tài khoản mới thì cách này là cách mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bởi vì cách này nó copy cái dung lượng của các bạn rất là lớn và nó copy không bỏ sót một file cũng như folder nào trường hợp nếu như một ngày bạn hoặc là các bạn chạy đang bị lỗi thì bạn có thể bấm chạy lại thì việc nó đồng bộ rất là nhanh thì cái phương pháp này là chúng ta sử dụng trên trình duyệt vào cái trang chủ của collab.google.com ấy thì cái phương pháp này nó sử dụng uh, cái um, Python uh, dân lập trình thì rất là dễ rồi nhưng mà đối với những bạn không biết là lập trình là gì Python là gì Java là gì thì thì uh, mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách đơn giản nhất để bạn có thể hiểu được và các bạn có thể đồng bộ được dữ liệu hay nói cách khác cụ thể hơn là uh, biến toàn bộ cái nội dung folder người khác chia sẻ về uh, tài khoản của bạn rồi À, đầu tiên thì các bạn hãy mở một cái tab bạn vào trang chủ Colab bạn vào Colab này chấm research chấm google.com bạn vào trang chủ cái này thì khi bạn bấm vào cái đường link này thì nó sẽ cung cấp cho các bạn một cái máy tính sách tay thì ở đây bạn tạo một cái máy tính sách tay mới này new notebook này đây là mình hướng dẫn cho các bạn từ đầu thôi còn nếu nhiều bạn đã từng theo dõi các video trên kênh tin học thực hành thì rất nhiều các bạn đã quá quen thuộc với collab là gì rồi ở đây mình muốn làm từ đầu để cho những bạn nếu như chưa làm quen với collab thì hãy làm quen với nó rồi cái collab này nó giống như một cái máy tính sách tay cung cấp cho các bạn để các bạn có thể thao tác công việc trên đó thì cái máy tính sách tay này nó cũng bao gồm có RAM, có ổ cứng đây bạn nhìn thấy này đây là thông số này đấy ram chúng ta được là 13 g ổ cứng là 120 g đấy các bạn thấy này đưa chuột vào đây các bạn thấy hoặc nhìn ở dưới này thấy ổ cứng này đấy 30 trên 107 g đấy là 120 130 g 140 g rồi bây giờ thì sau khi bạn tạo mới một cái máy tính sách tay này thì cái file này nó sẽ tự động được lưu trong Google Drive của bạn. Bạn chỉ cần vào My Drive thì tự động nó có một cái folder Collab Notebook này, nó lưu trong này. Đấy. Sau này thì bạn chỉ cần việc vào đây mở hoặc là bạn vào cái Collab này, bạn vào file này open là được. Thì toàn bộ các cái dòng lệnh ở đây nó sẽ được lưu lại trong My Drive. Rồi, OK nhé. Uh, Bước đầu tiên thì bạn cần tìm một cái folder mà bạn muốn download về tài khoản bạn. Ở đây mình đã có một cái folder mà mọi người chia sẻ. Cụ thể là cái folder này. Đây, của tác giả này nhé. Bây giờ bạn mở cái folder này thì bạn thấy nội dung nó rất là nhiều này. Trong này nó nhiều lắm, nhiều folder trong nữa. Đấy, có rất nhiều luôn. Trong đó lại còn rất nhiều file, folder khác đấy. Nói chung là rất là nhiều. Thế thì bây giờ cái việc đầu tiên bạn hãy tạo một cái truy vấn ngắn vào tài khoản Android của bạn. Hay nói cách khác là tạo một cái shortcut. Bạn bấm vào cái mũi tên này. Bạn vào Add Shortcut to Android. Đó, thì bạn đưa vào My Android của bạn. Bạn bấm Add Shortcut thì nó sẽ được đưa vào My Drive của bạn. Đây, một cái đường link shortcut nó sẽ xuất hiện ở đây. Tuy nhiên thì toàn bộ nội dung folder nội dung trong cái folder này nó vẫn là ở cái tài khoản của người khác, ở ổ đĩa của người khác. Nó chưa được download về My Drive của bạn. Đấy. Nếu như tác giả này mà không chia sẻ nữa thì bạn cũng sẽ không thể truy cập được. Chính vì vậy thì các bạn cần phải download toàn bộ nội dung này về tài khoản hoặc về team The Roi Đây mới chỉ là dạng cắt để bạn truy vấn nhanh nhé Khi bạn truy vấn vào thì bạn nhìn thấy tác giả vẫn là người khác chưa phải là bạn Và nó vẫn là Share with me Được chia sẻ với bạn mà thôi Rồi ok Bây giờ các bạn hãy tiến hành mau cái ổ The Roi Vào cái máy tính sách tay này để các bạn tiến hành copy thì để mau cái tài khoản ổ đĩa thì các bạn vào cái code này bạn bấm cái dòng lệnh như sau from cách google chấm cách này import the rồi bạn enter xuống dòng này the chấm mau mở đóng hoặc tiếp mở đóng ngoặc tiếp nháy kép này xin lỗi các bạn dấu nháy đơn à, gạch chéo content gạch chéo draw rồi bạn dấu phải này cách này for gạch dưới này lima rồi bước này thì bây giờ bạn tiến hành bấm chạy này rồi bây giờ bạn hãy bấm vào cái đường link này nó cần xác thực Đấy, mình sẽ phóng to lên để các bạn tiện theo dõi này bạn bấm vào cái đường link này đăng nhập với tài khoản à, Gmail của bạn bạn bấm vào cho phép copy cái đoạn mã này đưa sang cái ô này bạn dán vào đây enter để nó tiến hành mau cái ổ drive của bạn vào máy tính sách tay này rồi như vậy là nó đã được mau bây giờ bạn chỉ cần tải lại cái folder này là nó xuất hiện này đấy thì bạn thấy là toàn bộ nội dung trong cái ổ đĩa drive của bạn nó được ánh xạ vào máy tính sách tay này bao gồm cả cái team The drive cũng xuất hiện luôn đây team The drive vì nội dung team The drive của mình nó chưa có folder gì nên nó chưa có gì cả nhé và đây là một cái folder shortcut khi các bạn tạo thì nó xuất hiện ở đây nhưng mà toàn bộ nội dung này vẫn là nằm ở trên ổ của người khác đấy vậy thì mình sẽ tiếp tục để hướng dẫn cho bạn copy toàn bộ nội dung này vào tài khoản của các bạn rồi bước tiếp theo thì chúng ta hãy kiểm tra cái đường dẫn thì bạn vào cái code này bạn gõ phần trăm này cd cách này mở ngoặc kép này bạn copy cái shortcut này này, cái folder này bạn vừa tạo shortcut đấy. Copy này. Nó chính là cái shortcut này này. Đây, nó chính là cái shortcut này. Bạn đưa vào đây. Bạn dán vào đây. Bạn bấm kiểm tra để xem cái ID của nó là gì. Rồi. Đấy. Thì bạn sẽ thấy là cái đường dẫn thực của nó là nội dung như này. Đấy, ID folder của nó đây. Tương ứng ID folder đây này. Đấy, ID folder này. Đấy, thì đây, ID folder đấy, Rồi, tiếp theo thì chúng ta hãy kiểm tra xem là toàn bộ uh, kích thước uh, của folder cũng như size, cũng như nội dung các cái file ở trong cái folder này, nó bao nhiêu mê, bao nhiêu ghi. Rồi, bạn tiếp tục thêm cái dòng code nữa bạn uh, dấu chấm than này, bạn gõ chữ đu này, cách này, trừ này, hát này, cách này, hai dấu gạch này, mắc này, gạch dip này bằng một nghĩa là bằng một là bạn lấy tìm độ sâu của folder là chỉ lấy toàn bộ nội dung trong cái folder uh, sóc này mà thôi. còn nếu mà bạn muốn độ sâu hơn ví dụ như trong cả các folder thứ hai thứ ba thứ tư thì bạn tương ứng thay số 1 số 2 số 3 vào đây rồi nhá tiếp tục dấu cách này mở đóng ngoặc này cái đường dẫn uh, folder là đường dẫn này này đường dẫn này này chúng ta vừa truy vấn này bạn copy ở đây copy ở đây copy selection copy bạn đưa vào đây rồi tiếp theo Phía dưới này bạn cách này bạn uh, gõ cái từ shop uh, là sắp xếp đấy dấu trừ này r h này xin lỗi các bạn chỗ này có cái dấu gạch đứng này và dấu cách này quấy này cách này gạch đứng này uh, bạn suy vấn lấy kết quả là 10 hàng đầu tiên thôi thì bạn gõ chữ hết cách dấu trừ là 10 này ok thì nó sẽ trả về 10 dòng bạn sẽ xem được 10 dòng đấy nội dung nhé bạn bấm chạy này bạn chờ một tí nhé Rồi, mình thu nhỏ một chút để nó nhìn đầy đủ các cái dòng cốt này đấy thì câu lệnh này các bạn chờ một chút Rồi như vậy bạn thấy không này Nó sẽ trả về kết quả cho các bạn này Đây bạn thấy nhá Toàn bộ folder tra này này Thì có cái tổng là 239GB Cái folder này thì là 44GB Folder này là 36GB Đấy cái đường dẫn folder tương ứng ở đây ở đây thì mình chỉ lấy kết quả là 10 hàng thôi. 10 hàng thì các bạn đếm này. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đấy. Thì nó sẽ lấy 10 hàng đầu tiên. Còn nếu bạn muốn lấy nhiều hơn thì bạn có thể lựa chọn nhé. Lựa chọn kết quả ở đây này. Rồi. Thì với cách câu lệnh này thì bạn có thể xem được là tên file là gì nằm ở trong folder nào và kích thước file cũng như folder là bao nhiêu. Thì bạn có câu lệnh như thế này ngoài ra thì bạn có thể xem thêm về câu lệnh xem file ở đây này mình ví dụ với cái câu lệnh này đu này gạch trừ sh này gạch chéo đường dẫn thì bạn sẽ xem được tổng uh, bao nhiêu ghi này rồi là với thì bạn sẽ xem các cái folder bên trong các file bên trong này đấy để độ sâu tìm kiếm folder này đấy bạn tìm hiểu thêm nhé thì, uh, rồi, quay trở lại đây. Thì bạn thấy được là cái folder mà mọi người chia sẻ ở đây là có tổng dung lượng là khoảng 240 g Đấy, thế thì bây giờ mình sẽ tiến hành copy toàn bộ 240 g này vào, uh, chắc chắn là vào Team Drive rồi. Vào My Drive thì dung lượng của mình nó sẽ không đủ. Đấy. Hoặc có một cách khác thì bạn xem cái toàn bộ nội dung folder người ta chia sẻ. Ở đây thì bạn thêm nhé. Cái này mở rộng thôi. Bạn có thể gõ dấu thăng này. List này. LS này. Cách này. À, mở đóng hoặc kép này. Bạn uh, copy cái uh, nội dung này này. Copy selection. Bạn đưa vào đây. Đấy thì bạn kiểm tra xem là có những cái gì ở, nằm ở trong cái folder này, bạn bấm chạy này, đấy thì nó cũng sẽ liệt kê cho các bạn này, đấy, đây là file này, đây là folder này, nó sẽ liệt kê toàn bộ tương ứng ở đây này, đấy, với cách này thì bạn biết là cái folder này nó bên trong nó có những gì, bạn có thể liệt kê ở đây. Còn nếu bạn muốn xem chi tiết và xem độ sâu nữa thì bạn có thể à, dùng cái cấu trúc này thì bạn biết được là folder bao nhiêu ghi bao nhiêu ghi rồi khi bạn biết được như thế này thì bạn sẽ kiểm tra được là nó đã cóp về bao nhiêu ghi và còn thiếu bao nhiêu ghi thì bạn dễ dàng bạn quản lý được rồi ok bây giờ sẽ là vấn đề chúng ta hãy copy cái nội dung đó nhưng trước khi hướng dẫn cho bạn copy ấy, thì kể cả cái trình duyệt này thì nó khoảng sau 90 phút thì nó tự động ngắt kết nối ở đây vì vậy chúng ta cần phải có một cái thủ thuật để làm thế nào nó chạy lên tục cho chúng ta trong trường hợp nếu như mà dung lượng quá lớn quá nhiều bạn phải copy mất một ngày hoặc hai ngày thì các bạn xeo máy đấy nó cũng không ngắt kết nối ở đây mình sẽ mở một cái đoạn text và mình gõ một cái đoạn mà các bạn biết này. Đấy thì các bạn thấy là cái Google Collab này nó sẽ tự động ngắt kết nối sau 90 phút. Vì vậy chúng ta hãy cần là phải vượt qua cái giới hạn thời gian 90 phút này. Và nó sẽ tự động được chạy lại cái dòng code này sau 60 phút. Đấy, thì để làm được điều này thì chúng ta ở tại trình duyệt này bạn bấm phím tắt là Ctrl Shift Y. Nếu trên Mac thì bạn bấm phím Option cộng Command cộng Y cộng với Y. Đấy. Bạn bật sang vị trí ở trên này, bạn bấm vào đây này. Bấm phím tắt Ctrl Shift Y này. Đó. Rồi, ở đây bạn mở rộng cửa sổ này. Bạn bấm vào phần console này. Rồi bạn xóa toàn bộ nội dung ở đây đi cho dễ nhìn này. Rồi. Vào cài đặt ở đây. Bạn bấm vào cài đặt phía dưới này. Đâu nhỉ? Ở đây. Bạn vào cái dấu ba chấm này này. Bạn chọn cái cửa sổ con số này ở phía dưới để bạn dễ quan sát, đây nó nằm ở phía dưới này, nhé, thì bạn dễ quan sát hơn này. số rồi. Để mà cái um, câu lệnh này của chúng ta chạy liên tục và không bị ngắt kết nối sau 90 phút thì bạn hãy copy một cái uh, hàm hàm này phân này phóng to lên các bạn dễ nhìn nhé Đấy. bạn cần có một cái hàm phân này click con uh, next mở đóng ngoặc này Đấy, mình thu nhỏ xuống rồi thì bạn Trước khi câu lệnh copy thì bạn uh, hãy thực hiện như này cho mình bạn để cái hàm uh, này và để nguyên này bạn cũng không bấm tắt nhé Đấy, bạn kéo xuống phía dưới Đấy. rồi ok bây giờ bạn thêm một cái dòng cốt này và copy thì để copy ở trong python thì các bạn nên tham khảo cú cấu trúc cú pháp của nó đây cấu trúc cú pháp là cp viết tắt từ copy này option này và đường dẫn này, nguồn này, nguồn cần copy này, đây là đích đến này. Đấy. Gạch trừ A là như nào, trừ B, trừ D, trừ F, trừ I tương ứng ở đây. Đấy, có rất nhiều thì bạn có thể tham khảo thêm về cấu trúc câu lệnh copy ở trong Liners này. Đó. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách như nào để tối ưu nhất ở đây thì bạn bấm dấu chấm than này copy là cp này cách này gạch trừ v trừ v là để bạn theo dõi quá trình nó thực thi đang tiến hành copy nào hay đang tiến hành copy folder nào thì bạn dễ quan sát và dễ theo dõi tiếp theo là trừ r trừ r viết tắt của từ root có nghĩa là nó sẽ copy toàn bộ nội dung trong folder này tiếp dấu cách này. trừ u Thực ra bạn không cần dấu trừ u nhưng với phương pháp này thì mình khuyên các bạn nên có trừ u. U là viết tắt của từ update. Update có nghĩa là như thế này, khi bạn đang copy dở toàn bộ nội dung folder này mà máy tính của bạn nó bị uh, gặp sự cố, nó bị hỏng chẳng hạn, bị tắt nguồn hoặc mất điện thì bạn bật lại uh, máy tính thì bạn lại vào lại cái file này và bạn Thứ bấm chạy lại thì những cái folder nào và file nào nó đã copy rồi thì nó sẽ bỏ qua và nó sẽ tìm những cái file chưa có nó copy như vậy uh, rút ngắn quá trình của các bạn và uh, nó cũng không bỏ sót một folder nào và một file nào đấy thì chính là một cái uh, uh, tiện ích cái điểm ưu uh, cho nên mình quyết định đưa vào dấu trừ u nó là như vậy rồi tiếp theo là nguồn cần copy nguồn cần copy thì các bạn đã có rồi cái đường link rồi đường link phía trên này này đây đường link đây này, này bạn phải copy cái đường link này nhé cấu trúc của nó đúng là content gạch chéo drive và dấu chấm shortcut target by id và cái id của folder chứ bạn copy cái đường link phía trên này thì nó sẽ không copy được đâu đấy bởi vì đây là cái folder người khác chia sẻ với bạn nên bạn cần phải copy toàn bộ nội dung folder này hoặc nếu như bạn uh, không muốn copy toàn bộ nội dung trong folder này mà bạn chỉ muốn copy folder này thì bạn lại copy dòng này đấy đây, copy cái dòng này này nhưng ở đây thì mình muốn là copy toàn bộ cái nội dung này copy nhé toàn bộ nội dung uh, được chia sẻ với tôi là copy cái này này toàn bộ nội dung rồi đưa vào đây tiếp theo bạn có dấu cách này tiếp tục mở đóng ngoặc kép này đấy đường dẫn đến nơi mà bạn muốn để ví dụ như mình muốn để ở mình không đưa vào my drive nhé vì nó dung lượng quá lớn 200 mấy ghi cơ mà mình quyết định đưa vào team drive này đấy thì bạn bấm vào dấu ba chấm và bạn Bấm vào copy path này. Đường dẫn này. Bạn đặt vào thôi. Đấy. Thì nó sẽ thực thi cho các bạn. Thì bạn để ý này. Ở đây nhé. tìm The Ride right nó chưa có một cái gì cả. Và mình sẽ tiến hành. cho cái... bạn dễ theo dõi này. À, tương ứng ở đây. Ở đây. Mình thu nhỏ lại này. Đây nhá, đấy, cấu trúc này, cp là copy, trừ v là chúng ta xem uh, tiến trình cái uh, câu lệnh này nó hoạt động đến đâu. Và trừ r là copy toàn bộ folder, trừ u là update này. Đấy, thì bạn hiểu là cái này nó hay cái nữa là nếu như file gốc mà thay đổi nội dung thì nó cũng sẽ update, nó copy sang cái folder mới. Đấy, đường dẫn chúng ta copy vào. Uh, bộ nhớ dùng chung và chúng ta tiến hành chạy nhé thì nó toàn bộ nội dung nó sẽ xuất hiện ở đây này bạn bấm chạy này đấy thì bạn thấy là bạn sẽ xem được quá trình nó thực thi nó đang copy đến đâu và bạn đưa sang đây này nó sẽ xuất hiện ở đây đấy bây giờ bạn mở này đấy nó đã copy được hai cái file này và nó đang copy cái folder này น ấ y đấy nó copy folder น ấ y sẽ copy lần lượt rất là tiện ích. Nếu như cái câu lệnh này mà nó đang chạy mà máy của bạn nó bị lỗi, chẳng hạn ví dụ như mình bấm tạm dừng này, đấy không chạy nữa nhé, thì thì nó chỉ copy được đến đây thôi, thì bạn vẫn theo dõi được. Nhưng bây giờ bây giờ bạn vẫn tiếp tục bấm chạy tiếp câu lệnh này. Thì những cái folder nào, cái file nào nó có rồi Thì nó sẽ không uh, ghi đè, không copy nữa Mà nó chỉ update thôi Thì nó sẽ bỏ qua cái file đấy Thì rất là hay Bạn bấm chạy, tiếp tục chạy Đấy, thì nó tiếp tục copy cho các bạn Đấy, liên tục copy Và nó update Đấy, thấy rất là tiện ích này Bạn theo dõi được là nó đang copy đến file này đấy. đấy, rồi, ok Ví dụ bây giờ mình tạm dừng để mình kiểm tra xem là nó đã copy được bao nhiêu mê nhé. Thì uh, bạn thấy để ý này. Ở đây là cái folder. Cái folder này này. Chúng ta kiểm tra xem folder này là được bao nhiêu mê rồi. Đây nếu gốc của nó cái folder uh, kiến trúc và thiết kế. Kiến trúc và thiết kế. Kiến trúc và thiết kế thì nó có 14GB. Đấy. Vậy chúng ta kiểm tra xem là. Cái nội dung nó đã. Uh, copy về Team The Ride được bao nhiêu mail rồi. Bạn copy toàn bộ cái câu lệnh này. Bạn thêm một cái đoạn code nhé. Bạn dán lại ở đây. Bạn chỉ cần thay đổi cái đường dẫn thôi. Đường dẫn đây này. Bạn. Uh, copy toàn bộ. Uh, cái đường dẫn. Uh, đường dẫn folder này này copy path này bạn thay thế vào đây để bạn kiểm tra xem là nó đã copy được bao nhiêu Đấy. độ sâu kết quả là mình chỉ lấy một thôi ở đây mình lấy hai đi rồi bạn bấm chạy này để nó kiểm tra Đấy. Như vậy ở đây là nó tổng nó copy được là 875 mê trong nội dung trong folder này này. Và cái folder này là 871 mê. Còn lại các cái folder khác này. Đấy các bạn thấy này. Rất là dễ theo dõi như vậy. Bạn có thể so sánh với cái gốc này. Đấy, cái gốc này là bao nhiêu mê mà bạn copy được bao nhiêu mê. Như vậy còn thiếu thì bạn cứ bấm chạy thôi. Và bạn quản lý rất là dễ. Đấy. Bây giờ bạn lại tiếp tục bấm chạy tiếp để nó update tiếp, copy tiếp. Đấy. Cái phương pháp này thì yêu cầu là bạn bắt phải giữ nguyên trình duyệt này không tắt thì tắt đi là câu lệnh này nó sẽ bị tắt luôn, luôn tạm ngừng luôn Đấy. thì phương pháp này bạn có thể là chạy cái trình duyệt này trên VPS Máy chủ ảo của các bạn, bạn uh, treo máy ở đấy thôi. Cứ để cho nó chạy. Và cái cửa sổ console này này, thì bạn cũng phải giữ nguyên, bạn không được tắt. Thì khi bạn có cái câu lệnh này này. Uhm. Yêu lỗi các bạn nhé. Ở cái, cái, cái đoạn trước thì mình hướng dẫn cho bạn cái đoạn này thì còn thiếu một bước nữa. Mình uh, sẽ tạm dừng ở đây. Tạm dừng, tạm dừng. ở đây này, sau khi các bạn đã bấm uh, Ctrl+C và nó mở lên một cái cửa sổ console, bạn có một cái hàm như thế này rồi. Đấy thì bây giờ bạn cần thêm một cái đoạn code nữa. Toàn bộ cái đoạn code này thì mình cũng uh, chia sẻ. Đây, nó là display uh, python.display java cái hàm nó sẽ kích vào connect này này và nó tiếp tục bấm vào cái nút connect collab ở đây và nó sẽ tiếp tục kết nối đấy thời gian này đấy ok thì bạn bây giờ bạn bấm chạy cái hàm này thì cái này nó đang gặp một chút lỗi không có vấn đề gì cả nhé rồi cái quan trọng tiếp theo thì bây giờ bạn lại tiếp tục chạy tiếp copy copy tiếp bạn có thể xóa bớt cái bạn vào clear output này xóa bớt cái, cái mà bạn thấy nó kết quả xả về đấy. bây giờ bạn tiếp tục chạy Đấy. thì nó vẫn tiếp tục chạy cho các bạn bây giờ bạn có thể tạm dừng để bạn kiểm tra xem được bao nhiêu mê nhé kiểm tra bao nhiêu mê này đây ở chỗ này rồi khi nãy chúng ta copy được 875 mê bây giờ bạn tiếp tục chạy xem nó được bao nhiêu mê này đấy như vậy là 1,8G rồi tiếp tục chạy tiếp Đấy thế phương pháp này nó rất là hay, bạn có thể đồng bộ uh, giữa các đám mây. Phương pháp này nó không chỉ những uh, copy từ folder Google Drive mà nó còn copy cả OneDrive rồi là Media rồi là uh, các cái đám mây khác ấy. Nếu như các bạn đã theo dõi trên kênh tin học thử hành thì mình cũng đã hướng cho các bạn cách đồng bộ giữa các đám mây khác mà không phải từ Google Drive mà vào drive này. Đấy thì bạn tìm lại rất nhiều các cái video nói về Colab. Nếu như các bạn chưa làm quen thì mình nghĩ là các bạn nên theo dõi thêm. Nó có nhiều cái tính năng rất là hay và đặc biệt là ở cái thời kỳ 4.0 này mà yêu cầu chúng ta sử dụng uh, uh, xử lý big data, dữ liệu lớn lên đến hàng vài trăm TB và đòi hỏi tốc độ nhanh thì cái việc mà chúng ta sử dụng biết đến những dòng lệnh này sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều đấy thì phương pháp này nó có cái ưu điểm rất là hay như thế và nó không bị limit thời gian còn cái phương pháp đầu mình hướng dẫn cho bạn thì nó lại bị giới hạn thời gian và bạn không theo dõi được là đã copy được bao nhiêu folder và bạn không thể kiểm tra được là folder đấy có kích thước là bao nhiêu mê bao nhiêu ghi dung lượng bao nhiêu nhưng với phương pháp này thì bạn hoàn toàn kiểm soát được là bạn biết được là cái phone đó folder bao nhiêu bạn đã copy về bao nhiêu ghi ví dụ bây giờ nha mình lại tạm dừng tiếp để mình kiểm tra này đấy bây giờ mình kiểm tra tiếp nhé thì chỗ này nó không phải là 1,8 ghi nữa mà dung lượng nó tiếp tục tăng mình bấm chạy này đấy bây giờ là lên đến 2,4 ghi rồi đấy và bạn hoàn toàn kiểm soát tốt Đấy. từng folder từng folder bạn biết được bao nhiêu mê bao nhiêu mê folder nào đã thiếu thừa Đấy. ví dụ bạn so sánh ở đây này ví dụ folder folder này, các cái folder này này nó nhưng mà ở đây nó mới copy được cái folder kiến trúc và thiết kế nó vẫn còn thiếu nhiều đây folder kiến trúc và thiết kế của mình ở đây là nó đủ phải là 14 bốn mà ở đây mới copy được 24 GB mà thôi. Thế thì bạn tiếp tục chạy thôi. Đấy, cái này bạn hoàn toàn kiểm soát và quản lý tốt. Bạn cũng không sợ là cái 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 uh, uh, cửa sổ này nó bị uh, mất kết nối. Mất kết nối thì bạn kết nối lại và bạn cứ bấm chạy lại thôi, chả vấn đề gì cả. Nó update mà nó bỏ qua những cái file và folder bạn đã uh, có ở trên uh, ổ đĩa của bạn và nó sẽ copy những file nào chưa có mà thôi như vậy rất là nhanh đấy và có một cái đặc điểm nữa là cái câu lệnh này thì nó không phụ thuộc vào phần cứng máy tính của các bạn bởi vì um, phần cứng máy tính là do Google cung cấp cho các bạn đây này bạn có 13 g và 107 g ổ cứng đấy ram 13 g phương pháp này này và có một cái ưu điểm nữa là cái phương pháp này thì nó tốc độ copy nó nhanh hơn rất nhiều so với bạn copy qua một cái server khác qua một đường truyền khác Đấy, bạn hiểu là nếu như các bạn copy bằng cái ứng dụng này này thì cái tốc độ copy nó sẽ chậm và bị hạn chế ví dụ nó chỉ phút hết cái khoảng thời gian thì nó tạm ngừng và nó không tiếp tục copy cho các bạn thế mới khổ nếu như các bạn, các bạn bấm copy thì nó lại copy lại từ đầu và vẫn bị đến cái thời gian đấy là ngừng thì đây chính là một cái điểm hạn chế đấy như vậy là ở cái video này thì mình sẽ tạm dừng hướng dẫn đến đây vì có rất nhiều các cái chủ đề mình sẽ nói ở các video tiếp theo thì ở các video tiếp theo thì còn nhiều vấn đề nữa bởi vì cái big data này nó phải xử lý rất nhiều ví dụ Uh, các bạn copy thì một tài khoản thì nó sẽ cho bạn giới hạn một ngày là 750g nếu như các bạn có dữ liệu khoảng 2t mà bạn muốn là copy trong vòng một ngày thì làm như thế nào và còn rất nhiều ví dụ như là um, bạn làm thế nào để biến cái Google Drive này thành server để bạn có thể uh, tạo trình phát nhạc uh, làm website phim hoặc là bạn có một uh, series uh, file bộ phim bộ ấy. bạn làm thế nào để tạo danh sách phát nhạc một cách hoàn toàn tự động thì hãy đón xem trên kênh tin học thực hành của mình đảm bảo là mình có thời gian mình sẽ quay video và hướng dẫn cho các bạn chi tiết đảm bảo hướng dẫn là các bạn thực hiện được luôn trường hợp các bạn lỗi thì bạn có thể uh, comment hoặc là có số zalo thì các bạn zalo uh, ở chat mà mình uh, hy vọng sẽ giải đáp thắc mắc được cho các bạn. Về cấu trúc uh, cú pháp câu lệnh các bạn nên tham khảo nhé cái câu lệnh copy ở trong liners này này. Đây, cp này. Các bạn tìm hiểu thêm để các bạn uh, nghiên cứu thêm. Và đặc biệt là cái uh, câu lệnh để kiểm tra kích thước folder cũng như file ở đây này. Đấy. Bạn có thể gõ theo cú pháp này đều được sudo nhưng mà thường mình tắt là không tha nếu chấm than này này đấy hoặc bạn gõ uh, sudo đều được đấy đây đầu ra nó trả về kết quả cho các bạn này ở đây thì mình chỉ lấy kết quả trả về này để tiện theo dõi tiện xem Rồi, và còn các cái video nữa là mình có thể hướng dẫn cho bạn copy uh, các cái đám đi Uh, toàn bộ nội dung folder có ở trong folder về máy tính của các bạn ở đây là đang copy vào đám mây từ đám mây của người khác copy về đám mây của mình nhé ok nếu các bạn vẫn còn uh, những cái trở ngại trong vấn đề thực thi thì các bạn đừng ngần ngại comment phía bên dưới hy vọng mình sẽ uh, có một cái giải pháp tối ưu nhất cho các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi